Thưa quý vị, sáng nay chủ trì hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công an tháng 4 và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh, lợi ích quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là đảm bảo an ninh trật tự lễ giỗ Tổ Hùng Vương, các hoạt động kỷ niệm ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Bên cạnh đó, tăng cường biện pháp kéo giảm tội phạm, nâng cao chất lượng công tác điều tra. Cùng dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Trong tháng, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại hiệu quả. Các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lớn được triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra, chủ động đấu tranh nhiều chuyên đề phòng chống tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn. Bên cạnh đó đã giải quyết hiệu quả các vụ án dư luận xã hội quan tâm và các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo, được sự đồng tình, ủng hộ tích cực trong nhân dân, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả thực hiện đề án số 06 và xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an đạt gần 77% trên tổng số hồ sơ. Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Công an các đơn vị địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo trên từng lĩnh vực. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, nhất là đấu tranh với tội phạm về ma túy, các nhóm đối tượng sử dụng hung khí, vũ khí nóng, giải quyết mâu thuẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tập trung thực hiện các nội dung lãnh đạo của Bộ chỉ đạo, triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tham mưu Bộ triển khai thực hiện chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Trước mắt là tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố lớn, địa điểm du lịch, các bến xe, nhà ga, sân bay, nhất là trước và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Đối với việc thực hiện đề án số 06 CP và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngành công an, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị chức năng có liên quan chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ về triển khai đề án số 06, đôn đốc công an các địa phương về tiến độ làm sạch dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống và tiến độ cấp căn cước công dân, tài khoản định danh, xác thực điện tử.